Rồi, ok. Con này thì em đã sạc pin lúc sáng rồi. Bây giờ em sẽ bắt đầu giới thiệu đến cả nhà mình nhé. Mẫu này nó có cái tên gọi là Smartwatch Ultra. Nó copy theo cái anh chàng Samsung Galaxy Ultra, giá rất là cao. Cửa hàng đang bán hàng new với giá là 17 triệu. Thì về ngoại hình, form, kích thước, dây đều như nhau hết, giống nhau hết cho nha. Khác cái là cái anh chàng Samsung á, thì ngay cái chỗ con đĩa thép đây nè, nó có dập tên hiệu là Samsung thôi. Nó khác là nó mắc tiền hơn là bởi vì nó là hàng thương hiệu và chắc chắn có thể là nó sẽ xài nó mượt hơn. Nhưng có một điều em cam kết luôn, đó là mẫu này anh em xài pin nó sẽ trâu hơn thằng Samsung rất là nhiều. Bởi vì những cái thằng smartwatch thông minh của điện tử của Mỹ hay là của Tàu, pin của nó thời lượng rất là lâu. Ở đây là mình sẽ có một số các cái gọi là các cái phần phím cơ bản, cái ngoại hình cơ bản của nó. Ở đây mình để ý là sẽ có hai nụ trên dưới và một nụ chính, thì cái nụ này nó sẽ vừa ấn để mở và sau đó mình sẽ xoay đó. Đây là mình xoay để mình chuyển sang các cái mức độ hiển thị màn hình khác nhau. Thôi em lấy ví dụ như đây nè, một cái bộ đồng hồ khác nè. Cái bộ đồng hồ này khá là hay khi mà nó hiển thị rất là nhiều các cái thông tin. Và nếu như chúng ta chạm vào thì nó sẽ đổi màu cả nha. Nếu như mà mình thích màu trắng á, thì mình chạm vô. Còn mình thích đen thì mình chạm lại. Ở đây nè, nó sẽ có một cái vòng ở phía ngoài, nó lúc nào nó cũng xoay xoay, đó chính là cái la bàn. Và nó hiển thị số là hướng Bắc, hướng Nam, Đông Tây. Còn ở bên trong á, nó chia là một cái đồng hồ 12 giờ. Rồi ra mình sẽ thấy lịch thứ ở đây nè. Bên này nó sẽ là có nhiệt độ nữa. Ở bên đây là đếm bước chân nè. Nhiệt độ bên đây nè cả nhà. Đó, cái mà nó có cái hình cái dấu cái lửa lửa này nè. Là nhiệt độ. Chỗ em là như 31 độ. Tại do em đang ở trong nhà. Với lại hôm nay là sáng lúc sáng có mưa lắc rắc. Chúng ta có thể thay đổi rất là nhiều các cái kiểu mặt khác nhau. Và có tới cả trăm mặt lận. Anh em về mình có thể nghiên cứu. Ở cái đồng hồ này nó hiển thị la bàn là hình cái ở giữa nè. Vẫn là cái bộ đồng hồ kim trôi. Còn về ngoại hình á, thì hàng new mà. Có điều ở phía sau của nó có một cái thông số cũng rất là đáng để quan tâm. Đó là Ceramic Sky. Có nghĩa là nguyên một cái bộ vỏ này được làm bằng chất liệu ceramic là bằng gốm. Chính vì vậy mà lên nó cũng khá là nhẹ và nhìn đẹp sang. Lên tay rất là sang. Và mẫu này thì chắc chắn mấy anh tay to mang mới được nha. Em đo sai thế coi. Hai con này size ngang của nó là 44 nè. Mấy con này thường kích thước nó ngang ngang nhau, ngang dọc nó như nhau thôi. Chiều dọc là cỡ 47 nhưng mà nó sẽ dày cả nha, thấy không? Nó sẽ dày. Đó là mình chưa tính nó còn có một cái khu này để mình sạc pin nữa. Đây. Anh chàng này anh sẽ sử dụng sạc dây rút quên sạc 500. Đó. Mình lấy cái đây nè, mình cắm vào cái cốc sạc, rồi sau đó là mình cứ để vậy là mình hít vào để nó sạc thôi, cũng rất là tiện lợi. Nói chung những cái dòng hiện đại bây giờ thì mình sẽ phải làm theo cách hiện đại thôi. Ở đây là nó có một cái tấm siêu của cái mặt để bảo vệ màn hình, thì theo em á, thì mấy anh cứ để như vậy xài. Mình tháo cái mặt đây ra thì nhiều khi dùng nó bị xước rất là đáng tiếc, cho nên thì mình cứ để nó mình xài thôi. Giống như điện thoại á, thì mình đi đi dán cường lực vậy đó. Rồi mình sẽ tiếp theo các cái tính năng của nó nha. Mình ấn cái nút 2 giờ nè,
nó sẽ hiển thị rất là nhiều các cái đề mục, các cái chức năng, gọi điện, danh bạ. Dĩ nhiên là tất cả các dòng smartwatch này mình sẽ phải kết nối với điện thoại. Nếu như chúng ta không kết nối thì mình sẽ sử dụng nó như là như một cái đồng hồ thông thường, là đeo để coi giờ thôi. Còn khi mà mình kết nối với cái điện thoại, mình đang chạy ngoài đường, có tin nhắn, mình giơ tay lên một cái là mình đọc được. Dĩ nhiên là mấy anh đang xài, nếu mà có đang xài thì sẽ biết cách kết nối và xài thôi. Bluetooth disconnect. Con này thì hiện tại em Dư chưa có kết nối nè. Nghe nhạc, tin nhắn, đo nhịp tim, danh bạ, SOS, là bàn chơi game, định vị máy tính, báo thức. Nói chung là những cái thằng này nó không khác gì một cái điện thoại mà đang đeo trên cổ tay hết cả nhà. Anh em đặc biệt là những đứa con cháu của mình gần như là không có thích đeo các cái đồng hồ truyền thống, mà nó sẽ thích đeo những cái dạng này. Thứ nhất năng động thể thao, thứ hai tiện lợi cho cái việc mà nó liên lạc, hay là nó nói chung là mấy đứa trẻ trẻ bây giờ kêu nó mua đồng hồ đeo tay với mua cái này chắc chắn nó sẽ chọn mua cái này. Dây thì nó cũng rẽ rời ra luôn. Đây, mình mở cái hộp ra thì ở đây là cái nơi chứa cái mặt nè. Xong mình thấy là ở dưới đây nó sẽ có cái sợi dây ở trong cái giấy này và một cái bộ sạc. Gắn dây thì mình sẽ canh nè cả nhà. Đây, mình cứ canh cái khớp này với lại hai cái khớp ở hai bên hông này mình đưa vào thôi. Mình đưa vào nó đúng khớp, xong mình ấn mạnh vô một cái là nó kêu cái cụp là ok. Nhưng mà cái lúc tháo ra thì ở đây nó sẽ có một cái chốt chặn nè. Mình ấn cái chốt này xuống thì mình sẽ mới rút ra được nha. Thế còn mà mình giật ra thì không có ra đâu. Vậy chắc chắn là mình không thể nào giật ra được rồi. Nếu như mà dễ dàng như vậy, mình đang đi đường lỡ nó có cái mình cử động cánh tay hay gì đó, nó rung lắc mạnh, nó rớt ra làm sao, đúng không? Rất là đẹp. Cái này, mấy cái này thay đổi mặt số hay này kia thì cả nhà về có thể mình nghiên cứu thêm nha. Tại vì thực sự đây cũng là lần đầu tiên mà em Dư bán những cái dòng smartwatch này. Cho nên là cũng chưa có rành lắm đâu. Đo chạy bộ gì đây nè, tùm lum hết. Đây, cho cả nhà xem. Đây chính là cái mẫu sao chép theo cái hãng Samsung, có tên là Samsung Watch Ultra nè, Galaxy nè. Nói chung là ngoại hình bên ngoài nè, thấy không, y chang luôn nè. Khá là to đẹp. Bên hông nè, bên hông cũng giống y luôn. 17 triệu rồi cả nhà. Thông số kỹ thuật nè. Rất là kinh khủng. Thay vì chúng ta bỏ ra 17 triệu mình mua một cái con hàng Samsung thì nó thứ nhất là rất là tốn kém, thứ hai là những cái thằng smartwatch mà chính hãng như vậy là pin của nó sẽ không bao giờ trâu bằng những cái anh chàng hàng sao chép. Em lấy ví dụ như là AirPods ha, đồng hồ gì AirPods Watch gì đó của thằng Apple cũng vậy, là pin của nó rất là mau hết. Ở đây hình như nó có ghi cái dung lượng pin ở phía dưới này nè. Cái khó của nó nè, nó có dập hiệu Samsung nè, còn cái của mình thì nó sẽ không. Nhưng mà thay vì mình bỏ ra 17 triệu thì ở đây chỉ có 850 thôi. Và em Dư cũng bao ship luôn. Mua về mình trải nghiệm. Ví dụ như mình mua con này mình trải nghiệm, mình xài một tuần mình thích quá. Mình thấy ok quá. Mình ra tiệm mình mua cái 17 triệu về.
để mình xài. Đó là mấy anh mà mình quen xài những cái dòng mà đời cao, những cái dòng thương hiệu lớn. Thì nếu như mà mình bỏ ra mình mua liền mà mình mua về mình xài mình không ưng thì rất là phí. Nhưng mà mình mua một cái con hàng sao chép y chang, mình xài mình cảm thấy ok, cái là ra quất luôn, còn 17 triệu. Còn không thì sao? Mình cứ xài con này, mình trải nghiệm 3, 4 tháng, 5 tháng gì đó, nó ra một cái mẫu mới, mình lấy chiếc này mình tặng cho con cháu, mình tiếp tục mình trải nghiệm cái mẫu đời cao hơn. Bởi vì cái hàng điện tử, hàng công nghệ thì sao, nó sẽ thay đổi liên tục, nó lên đời liên tục, thay đổi mẫu mã liên tục. Rồi ở đây sẽ là hàng new, chưa qua sử dụng. Thì ở đây thì em Dư sẽ khui ra một cái này ra để mình làm cái video. Thì cái này thì em bán sẽ 800 nha, coi như là công em bóp siêu. Còn những khách khác thì mua thì em sẽ gửi cái new này, mình về mình tự lột siêu luôn. Có thể mình lột xong mình đi sạc một chút xíu cho nó lên nguồn, rồi sau đó mình bắt đầu mình xài nha. Tiếp tục em sẽ có cái con đồng hồ này. Đây là một cái mẫu cũng khá là chất, viền xoay nè. Con này nó sẽ gồm 4 kim, hai kim của bộ đồng hồ chính, một cây kim chrono trôi, và kim này nó sẽ là cây kim phúc của bộ thể thao. Thiết kế cây kim chrono hình kim mỏ neo, bởi vì đây là cái thương hiệu Usernadin, chuyên về hàng hải, thành ra là nó sẽ cái logo đặc trưng của cái hãng này chính là hình cái mỏ neo, và sau đấy nó sẽ có một cái con bươm. Ở đây nó còn có cái dòng chữ là Conquest the Ocean, có nghĩa là chinh phục đại dương hoặc là khám phá đại dương gì đó. Nụ ở đây cũng là một cái phiên bản giới hạn, bên hông sẽ là 001 xẹt 100, con số rất là đẹp, dừng nè, reset nè, ok chưa. Nếu như chúng ta xài, chúng ta bấm Serono thì nhìn nó cũng không khác gì một chiếc đồng hồ cơ, hai kim và một cái kim trôi. Ở đây thì em Dư đã có lên cho mình một cái bộ dây khó da bò loại tốt. Hôm trước thì em chỉ để cái mặt thôi em bán, thì thấy mấy anh nói kiếm nhanh dây thép, kiếm anh da xịn cá sấu, xong em cũng đi kiếm em ướm vô thì không có anh nào ưng hết, thành ra nay em gắn cái dây này em bán cho nó dễ đi. 850 thôi nha cả nhà ơi. Con này là mã 16, 850. Và em sẽ có một số các cái mẫu nón về lại. Đợt này em về nón Tâm Mì là nhiều cả nhà ơi. Tâm Mì là một cái thương hiệu của Mỹ, nói chung cũng quá quen thuộc rồi. Đồng hồ Tâm Mì em cũng từng bán, bên này thì em có bán thêm mấy cái nón này, rồi nước hoa vân vân. Cái logo đặc trưng của nó sẽ là hai màu, màu trắng và màu đỏ, và cái chữ H, viết tắt của từ Hilfiger nè, Tommy Hilfiger gì đó. Thì tất cả những cái nón này đều là hàng new, mới 100%, chưa qua sử dụng, made in Việt Nam nha. Tất cả đều là đồng giá 150 hết. Thì em sẽ về được màu đen, màu trắng nè. Mình có thể mua nguyên cặp, thậm chí là mua nguyên cả gia đình luôn. Bởi vì sao? Em còn có cả màu zin. Cái loại màu zin này là bán chạy nhất nè cả nhà. Tại vì cái zin này á, thì nó mấy anh em mang cũng được, mà con trai con gái mang cũng được. Nè thấy không? Màu zin này rất là đẹp và cực kỳ dễ phối đồ. Ví dụ như mình đi đi chơi golf, chơi tennis, hay là mình đi dạo, cả gia đình mình ví dụ đi du lịch đi du lịch Đà Lạt nè, đi đảo Phú Quốc vân vân, thì ở trên đảo thì thay vì mình đội để đầu trần, mình mang những cái nón này là nguyên cả gia đình luôn. Ví dụ như mẹ thì sẽ thích mang những cái nón màu trắng, nhưng mà con trai thì sẽ mang màu đen, hoặc là sao nón zin. Thì tùy cả nhà thôi, nhưng mà thường em bán đa số là mấy khách hàng của em là mua, đa số là mua 3 4 chiếc và mua cho cả gia đình đi du lịch vậy đó. Thì
Bên em có mấy mẫu bán rất là chạy, ngoài cái mẫu tôm mì vải zin này ra, đây ở bên trong của nó nè, thấy không, đầy đủ tem mát hết. Tôm mì zin, dòng tôm mì cái dòng vải zin này nó là made in Taiwan, Taiwan là như Đài Loan ô mé thôi. Trời ơi coi giá nè, thấy không, 70 đô luôn, kinh khủng chưa. 70 đô là cũng phải gần 2 triệu rồi. Ồ ghê chưa ta. Đó, quá đẻ luôn á. Ở đây là có cái phần tăng đơ, đó, tăng giảm tùy theo cái size của đầu. Và cái mẫu bán chạy thứ hai là cái mẫu Adidas rằn ri. Đây, màu là màu rằn ri quân đội và là dạng lưới, thông thoáng da đầu, logo đều là mấy cái này là da. Logo này logo thêu nha cả nhà ơi. Ở phía sau cũng có nè. Nói chung là chỉ có 150 thôi mà mình có được một cái mũ hàng new chưa qua sử dụng. Hàng new chứ không phải là hàng cũ. Tại vì khi mà mình đi vào trong chợ đó, mình mua những cái nón như vậy thì cũng cỡ đó giá. Mà nhiều khi là chất lượng nó không có bằng. Thứ nhất đó là những cái thằng quả zin như vậy nè, hình như vô chợ mấy 250, không? Rồi ở đây là hàng tem tag rồi đầy đủ hết luôn. Đó. Rất là ok. Thôi. Đây thì nếu như mà anh em mua mua một cái này mà mua combo một nón với lại một mũ thì 850 với 150 là 1 triệu chẵn, mình mua combo bớt được 50.000. Là mình chỉ còn 950 thôi, chuyển khoản đủ em bao ship luôn. Rất là ưu đãi cho cả nhà mình nhân dịp này. Rồi, em vừa cảm ơn cả nhà nha.